hậu quả của nó để lại là cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta nó sẽ bị suy giảm cái chức năng cực kỳ rõ rệt. Chắc chắn là trong chúng ta ai cũng đều biết rằng là cái não bộ của chúng ta chính là một trong những cái cơ quan giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với cái hoạt động sống của cơ thể. Mặc dù là trọng lượng của cái não bộ nó khá là nhỏ, tuy nhiên thì cái cơ quan này nó sẽ tham gia vào hầu hết tất cả những cái hoạt động ở trong cơ thể. Và nếu như cái não bộ của chúng ta nó bị tổn thương á, thì một số những cái hoạt động khác của cơ thể của chúng ta nó sẽ cũng bị chịu ảnh hưởng xấu. Và một trong những cái căn bệnh mà nó thường gặp nhất đó chính là cái căn bệnh bị thiếu máu não. Hiểu đơn giản hơn thì đây là một cái tình trạng một cái tế bào não của chúng ta nó không được cung cấp đầy đủ cái lượng oxy và các cái chất dinh dưỡng cần thiết. Hậu quả của nó để lại là cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta nó sẽ bị suy giảm cái chức năng cực kỳ rõ rệt. Và ngày nay các bạn, tỷ lệ mà trẻ bị mắc bệnh này ở tại Việt Nam của chúng ta đang có xu hướng tăng rất là nhanh, do những cái áp lực, cái căng thẳng của cuộc sống hiện đại là một cái yếu tố tác động đến cái khả năng cung cấp oxy này, cái dinh dưỡng cho não bộ của chúng ta. Và cái căn bệnh này nó có thể là đe dọa bất cứ một cái đối tượng nào, kể cả trẻ nhỏ, trẻ tuổi hoặc là những người cao tuổi. Và chính vì thế thì chúng ta không thể nào chủ quan được trước những cái tác động xấu tới sức khỏe của chúng ta. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.